Đang hay chồng đang đi chợ mua đồ mà giờ chạy mới nửa đường rồi trời mưa luôn, giờ ghé nhà có đục luôn rồi nha. Mưa sáng sớm mà ông cuốc cho đấm mưa rồi nha. Cái vui vẻ hơn chứ không ơi, con muốn gặp ổng mua với số chẳng cho rồi cho ổng đi cái à, mua gọi cho ổng rồi. Cái đó ký nhiêu ạ? 35 ngàn. 35 ngàn à? Mận Hà Nội ký 35 ngàn. Mới mua cái ổng này tại trong chỗ hotel đó, ổng ra đây gặp nhau đó. Bữa này vô muộn rồi nè, ở chỗ đường qua đó quá trời luôn. Thằng em về ngày qua em thấy vô hướng dài đó rồi. Ông đã sắp lên rồi, cho nó đẹp. Còn con thịt bột nó gọi xanh vàng ngọt tớp. Ông bé mua cũng ngay này nè. Hai cái bự hay cái nhỏ? Cái nó trồng dày quá vậy, chiếc cho nó đẹp bất toàn, vậy nè. Chết vậy nè. Bí
ớt bí, ớt chuông á. Ê cái này dụng rồi vậy, cái nó trồng ra cái vậy quá. Đi hái chuối rồi cả nhà ơi, hái chuối xanh với chuối chuối chật cua về mình ăn sống à. Vô hái chuối, mấy trái trên trên nó mới bự mới non. Đó chuối sống à. Vừa hái chuối mà chó nó sủa mình nữa nha. Được rồi, trái nó đi rồi lỡ bẻ rồi. Thì nó giòn dữ bẻ cái nít ở trên nè. Sẽ hai vợ chồng đi chợ mua đồ về nghe cả nhà. Đây đây là đậu hũ. Này, này hẹ cả nhà ơi. Này rau sống mình ăn kèm với bún. Hay xà lách cho thơm. Quá xá quá xa luôn. À, ăn món bún đậu mắm tôm thì không thể nào thiếu với tiết tô được. Đây, một rổ rau hoành tráng luôn nha cả nhà. Này chả cá, cái này là chả chưa có làm, mình mua về mình làm nó sẽ ngon hơn là cái chả người ta trộn sẵn nha. Sườn heo, sườn lát nó mình ướp mình chiên nha. Còn đây là thịt đùi với thịt ba rọi để mình luộc mình ăn chung với mắm nha. Rửa thịt. Mình khóm với chuối nữa nè. Giờ thì mình rửa thịt, mình rửa với muối với chanh, những thịt nó sạch nha nha. Những muối với chanh vô rửa nó sẽ sạch hơn. Thì mình mua về á, mình quết á thì nó sẽ ngon hơn, nó sẽ được dai hơn nha cả nhà. Với lại mình gia vị á, mình nêm cũng vừa ăn hơn là khi mình mua ở chợ. Ở chợ nó cũng có bán sẵn trộn sẵn nữa, nhưng mà nó sẽ không ngon bằng khi mình đem về nhà mình làm hơn nha cả nhà. Đây đây là chả cá ảo nha. Tắm dầu mình cho nó dính tay. Đau họng quá cả nhà, bị viêm họng á. Ta nhìn cái đó nè, cho nó chảo. Đánh này để đi nước hơi nhiều nha, nước một chút dài lại nha. Chạy sao cái chậu anh chậu, chả không có chậu bỏ như thế vậy. Dạ, chả dài như này.
Giờ mình sẽ chả mình sau khi mình ướp mình quết xong thì bây giờ mình sẽ chiên cái nha. Rất là hấp dẫn luôn nha. Chiên cầu hủ ra cái nhà. Cầu hủ mình xắt lên rồi mình chiên ra lên. hai người đẹp xắt thịt với xắt rau. Tiêm nữa đi lòng tay rồi đó là mình phải rồi ok. Rồi em mở vô kìa. Nhanh mở. Rồi mình vô uống. Rồi con rồi. Rồi cuốn thầy Ngoại vô ly chưa? Vô. Ngoại vô ly nha. Mời cả nhà. Mời cả nhà lấy ra một ly rượu thuốc cho bà ngoại nha. Bà ngoại 90 nha cả nhà. Dễ đi con cháu này cứ tình. Bé à. Hỗn tụ là. Bé Nhí à. Bé Nhí. Con lắm. Ngon mới ra đuôi vậy. Mời cô bác đâu đây? Trời, ăn lên rồi đây. Tí tô, đây rau thơm, đây một miếng khóm, một miếng chuối, chuối nhà, khóm nhà, chỉ có dưa leo là mình mua thôi, cà nhà, rau cắt lòi, lá cắt lòi nè mọi người. Thank you.
mời cả nhà nghe. Bún đậu mắm tôm. Thằng Kiên Giang mình đó là như là muốn tặng một người không có thành lập huyện được đó, là ra với thấy thằng huyện Cầu Bao là ở đầu voi là giáp tất cả là ba tháng này mà cả nhà uống giải khát ly bia nha. Đó lúc lại không được luôn. Cũng cả là lúc mình đợi anh đang là cái mùi đó này cũng sống là một chuyện rồi. Đúng rồi, cái gì anh đang cái gì cũng không được giao sống gì từ mà đó lúc anh đang được. Còn mà chở nữa đi ba chở là công ty còn chở nữa một bao về đó. Còn cái hồ là ly của mình không này cả nhà. Nó tới thầu rồi đó. Rồi biết ra không? Nghe nói bữa nay ông năm là cũng đậm mắm tôm rồi vậy. Đúng rồi, anh đang bắt lâu chứ không ăn món này. Nói vậy nãy qua cái nuôi nói này nhầm cái này. Ông món đó được đó, từ nay hồi giờ nghe. Dạ. Ông kêu bỏ qua chơi à? Bỏ nhà không? Biết nữa. À, video của mình ở đây là kết thúc nha. Xin mến chào quý bà con, bác, anh chị. Một ngày cuối tuần thật là vui vẻ, nhận nhận phúc. Xin chào và hẹn gặp lại. Chào. Bye.